các chị, em ơi xin chào mọi người, xin chào cả nhà mình nha, xin chào tất cả các chị yêu. Hello chị Trúc Linh, em ơi xin chào mọi người, các chị ơi vào livestream rồi thì giúp em một cái comment đi ạ. Để em Ngân biết mọi người đang có mặt trong cái livestream này ha. Thì hôm nay cũng không có hiển thị cái lượt view lên nữa nên là em không biết là bao nhiêu người đang xem livestream. Các chị vào like thì mình comment số 1 lên giùm em nha. Tại vì hôm nay lên cho mọi người một em đầm đúng chất đi du lịch sang xịn mịn luôn. Hello chị Ngọc Huyền Trần nha, đẹp không mấy chị ơi? Comment số 1 giùm em nha cả nhà. Hôm nay lên cái đầm nhìn ngọt ngào dễ sợ luôn mấy chị. Hello, xin chào mọi người. Cái máy của em nó không có hiển thị lượt view lên mọi người ơi, nên là em không có biết đang bao nhiêu người xem. Rồi, hello, xin chào các chị. Vào livestream rồi thì mình cho em một cái comment số 1 nha cả nhà ha. Rồi, em chào chị Lệ Ngô đẹp, cảm ơn chị Lệ Ngô nha, xin chào mọi người luôn. Đây bên em có rất là nhiều đầm đi tiệc luôn nha chị. Bên em có rất là nhiều đầm đi tiệc luôn. Một lát nữa em sẽ like cho mọi người. Có một cái đầm đi tiệc nè. Và có một cái maxi em Ngân đang mặc trên người. Và nếu như được thì mọi người ơi, tiện thì các chị có thể ghé giùm em ba chi nhánh cửa hàng 454 Lũy Bấm Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nè, 837 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, và 263 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, Thủ Đức giùm em ha. 231 chị yêu đang xem livestream rồi ạ. Chị nào đang có mặt trong livestream giúp em một bình luận số 1 đi mọi người ơi. Hello chị Kim Anh luôn, xin chào chị Trúc Linh, xin chào chị Ngọc Lan Đặng, xin chào mọi người. Hôm nay chuẩn bị cho các chị cái vườn hoa nhỏ nhỏ như thế này để đúng chất mùa hè luôn ha. Rồi hello cả nhà, xin chào các chị yêu. Chị gái nào đang có mặt trên livestream mình giúp em một cái comment số 1 đi ạ. Comment số 1 giùm em để cho em thấy cánh tay của các chị. Tại vì ngày hôm nay phải tương tác mạnh thì mình mới có cái ưu đãi cho em đầm này được. Hôm nay chắc chắn luôn cả nhà ơi. Hôm nay hơi bị xuất sắc. Chào chị Nhàn Nguyễn, chào chị Vi Lê luôn. Xin chào mọi người ha. Dạ, việc ở xa thì mình có thể tham khảo cái livestream của em hoặc là tham khảo những cái livestream trước ha chị ha. Thích mẫu nào thì mình có thể là tham khảo luôn giùm em. Em chào chị Hà Nguyễn, xin chào chị Thúy Cao, xin chào chị Bảo Giang. Các chị nào mới vừa vào like comment số 1 giùm em nha. 272 chị yêu đang xem livestream. Chào chị Bích Tuyền. Đó, nhiều khi là không có hiển thị cái lượng comment, mấy chị ơi nó ẩn comment nhiều lắm nên là em cần mấy chị em nhà mình tương tác mạnh mạnh lên. Mình tương tác mạnh mạnh để mình không có bỏ lỡ cái buổi livestream nào hết. Và một lát nữa mình đặt hàng cho nó dễ. Với lại là ngày hôm nay mọi người biết không, đẹp quá, cảm ơn chị yêu. Hôm nay á, em đăng hình cái mẫu đầm này phải nói là hơi bị xuất sắc luôn. Nhiều chị hỏi lắm mọi người ơi, nhiều chị hỏi cái đầm này lắm. Nhưng mà em mặc là bản thân em còn rất là thích nữa. Bởi vì nó trẻ quá mọi người. Nó trẻ mà nó dễ thương, nó dễ mặc cực kỳ luôn và cực kỳ rất là mát. Em chào chị Thơm ha, chào chị Rô nè, xin chào mọi người. Các chị thấy mẫu đầm này đẹp thì mấy chị tương tác comment lên giùm em nha. Thấy mẫu này xinh không mấy chị? Xin đâu mọi người, sắp tới ai mà chuẩn bị đi du lịch thì nhớ ghé em nha. Mua cái đầm này lên nè mấy chị, mặc xinh lắm. Hơi bị đẹp đây. Em đăng hình trước nè. Đã có vài chị chốt em đầm này đó mọi người ơi. Đã có vài chị chốt rồi nha. Nên là hôm nay chắc chắn luôn mẫu này sẽ hết hàng. Rồi, ok, chị Thủy Lê comment mã nào trước rồi nè. Đó, ôi trời ơi, chị Thủy Lê comment cái mã của em trước luôn mọi người. Chưa gì comment trước luôn. Em thấy chị comment ở trong cái hình mới của em là size XL. Ra đây em thấy chị comment trước ha. Vậy chị Thủy Lê có hàng trước rồi đó, em ưu tiên cho mình luôn nha. Rồi các chị ơi, chị nào mới vừa vào like cứ chấm bài lên giùm em đi ạ. Chấm bài liên tục. Chị nào muốn nhận ngay những suất ưu đãi, 10 suất ưu đãi của váy Emmy, hãy cho em xin một cái dấu chấm. 10 suất ưu đãi của váy Emmy, hãy cho em xin một cái dấu chấm. Hello chị Thu Đông. Dạ em đầm này em có tới 72 cân luôn nha chị Phương Nguyễn ơi. 65 cân là chị mặc rất là đẹp. Em có tới size 5 ít lân luôn mấy chị nha. Đầm maxi ít ai mà may cho mọi người 2 ít lắm. Đẹp lắm nha cả nhà. Cái em đầm này hôm nay mặc lên hơi bị xuất sắc luôn. Đầm đẹp ha. Cảm ơn chị Huế Lê luôn. Trời ơi chị Vinh Lê Hoàng comment cho em đầy đủ thông tin nha. Thôi bây giờ em sẽ chốt luôn mẫu này cho cả nhà mình thấy. Cái chị em nhà mình nôn nóng quá rồi đúng không? Chấm bài lên liên tục cho em đi ạ. Cho em một cái dấu chấm liền trong livestream này. Có nhiều chị đặt hàng trước, em chưa báo mã luôn Nhung ơi. Em chưa báo mã luôn. Rồi ok mọi người ơi, mã sản phẩm em Ngân đang mặc trên người là 6614 nha. 6614 gạch ngang số thoại dùm em. Đó như chị Nhi My comment 56kg số thoại. Mọi người thấy lạ không? Khách nhà em là vậy đó mấy chị. Em ơi, mã này mã gì? Chị đặt luôn. Em ơi cho chị một ít nha, số điện thoại là đa số nhiều khi là mấy chị đã mua quen rồi. Mình mua quen là mình biết chứ. Thường thường các chị thấy xem nhiều livestream khác ha.
vào là hỏi em ơi cái mẫu này bao nhiêu cân mặc được, em ơi cái mẫu này giá bao nhiêu tiền. Thường thường là những cái câu quen thuộc luôn. Thật sự nếu như em là em cũng sẽ hỏi, nhưng mà thật sự là khách của nhà mình á là vào em ơi mã này là mã gì, lời chị đặt luôn đó, xong là có một đơn hàng nhanh gọn lẹ luôn ha. 6614 gạch ngang số thoại kế bên giùm em đi ạ. Em đầm này hôm nay hơi bị xuất sắc luôn cả nhà ơi, chất liệu von hàng cao cấp 5 size đầy đủ. Cái đầm này em làm cho mọi người maxi lỡ ha, maxi lỡ là một trong những maxi dễ mặc nhất, dễ mặc nhất luôn nha mọi người ha. Maxi này là chị nào 1m5 trên 1m5, 1m6 hoặc trên 1m6 mặc được hết nha cả nhà. 6614 gạch ngang số điện thoại. Mùa hè này nên có cái mẫu đầm này giùm em nha, duyên dáng trẻ trung. Và mẫu này có tăng đơ nha mấy chị, có tăng đơ này, có tăng đơ ở đây nên là khi mà mấy chị mặc á, mình thâu dây lên được, mình thâu dây lên được, không có sợ nó bị quá trễ, không có sợ nó bị quá ngắn ha. Tùy theo cái lượt điều chỉnh của mấy chị và cái tay này, mọi người thấy không, nó có cái bo chung co giãn ha, rất là đẹp luôn, thoải mái vô cùng. Và em này là có hai túi hai bên, mẫu này dễ thương lắm mọi người. Mọi người nghe em ngân chốt đi ạ. 6614 gạch ngang số điện thoại. Ai cao 1m5 hoặc 1m6 hoặc trên 1m6 như em là đều mặc rất là ok. Bởi vì em may cái maxi lỡ này là trên cái mắt cá, chứ không phải em làm nó dài qua cái mắt cá mà mấy chị lo. Được không? Chừng nào nó khó mặc nhất là nó dài qua luôn cái mắt cá của mình. Được chưa mọi người? 6614 ngày hôm nay em sẽ miễn phí ship cho đúng 45 chị đầu tiên. 45 chị đầu tiên em sẽ sẵn sàng hỗ trợ miễn ship cho mọi người, tiết kiệm 20.000 khi ở Sài Gòn và 40.000 khi mà mình ở tỉnh ha mấy chị ha. Mình sẽ hỗ trợ sẵn ship cho các chị yêu nhà mình luôn. Được chưa ạ? Nên là mình tranh thủ cho livestream này nha mọi người. Và ngoài ra mình còn được tham gia chương trình vòng quay may mắn. Mẫu này em nhận từ 40 cho tới 72 cân là mình có đơn ha mấy chị, rất là đẹp. Hai túi hai bên luôn. Đầm maxi thì lần đầu tiên em nghe có mức giá này, em nói thật luôn á mấy chị. Chất liệu von hàng. Và dòng von hàng nhà em làm là dòng von hàng cao cấp, rất là mát, rất là mịn và nó có độ rũ, có độ tung bay luôn cho các chị yêu nhà mình. Nên là mình mặc lên dáng mình cao hơn, sang trọng hơn và mỹ miều hơn rất là nhiều luôn ha. 6614 gạch ngang số điện thoại giùm em. Giá em nằm này mọi người ơi, maxi bây giờ vô đúng mùa rồi đúng không? Người ta bán cho mọi người đầu 7 trở lên. Đầu 7 trở lên nhưng may đúng 3 size hoặc 2 size thôi, hoặc cao lắm cho mọi người là 4 size, còn đối với em tới 72 cân luôn mà không bao giờ thấy bụng luôn. Được chưa mọi người? Tại vì nền đen nữa, em ơi nó trẻ lắm mọi người ơi. Mà giá này mấy chị 580 em không bán luôn, 560 không luôn, 550 không luôn nha mọi người. Chỉ có 540.000 đồng, ngoài ra miễn ship cho livestream cho mọi người. Đang có đầy đủ cho các chị là 5 size nha. Cái mẫu này có dây tăng đơ nha mấy chị, mặc lên nó rất là an toàn. Được không mấy chị ha? Dễ mặc, dễ xài, dễ ứng dụng luôn nha cả nhà ơi. 6614 gạch ngang số điện thoại. Chị nào đặt trước bây giờ luôn, em sẵn ship vào chiều ngày hôm nay 45 chiếc đầu like thôi ạ. 45 chiếc đầu like thôi nha cả nhà ha. Xuất sắc, cảm ơn chị yêu. Chị Ari có thà miễn ship, chị Thanh Mai Phạm miễn ship, chị Gấm Hồng miễn ship, chị Phương Nguyễn, chị Nhi My miễn ship luôn ha. Người đẹp đồ đẹp, cảm ơn chị Hoa Phạm rất nhiều. Chốt luôn đi chị, chốt cho em, mọi người đã khen là phải chốt giùm em nha. Chị Diễm Nguyễn miễn ship, chị Thắm Nguyễn miễn ship, chị Phương Nguyễn, chị Nhi My, chị Gấm Hồng em miễn phí ship. Xuất sắc, cảm ơn chị Nhàn ha. Rồi ok, chị Huyền Lê em miễn ship. Em đang có 5 size, sắp tới xem trong gia đình chị em của mình đó mấy chị, bạn bè người thân của mình chuẩn bị có những cái chuyến đi du lịch, cứ mua mẫu này cho em 540 miễn ship. Ví dụ như hôm nay mình mua 4 cái này đi, em tặng cho các chị thêm 2 cái bất kỳ, thích tặng cái nào em tặng cho mọi người cái đó. Thí dụ như đi du lịch 4 người mua cái này, hoặc 2 người, 2 chị em của mình mặc cái này cho em, hoặc là mấy chị thích mẫu khác cũng được. Nhưng mà mình cứ mua một sản phẩm thì em sẽ tặng cho các chị một cái voucher lên tới 150.000 đồng. Còn mua 4 sản phẩm em tặng 2 sản phẩm bất kỳ, còn mua 2 sản phẩm tặng 1 sản phẩm bất kỳ luôn. Được chưa mấy chị? Chương trình này chỉ áp dụng cho tới ngày 9 tây tháng 6 thôi là hết. Và đặc biệt khách VIP nhà em ha, khách đã là VIP hoặc là mình mới vừa thăng hạng đi, mình sẽ được tham gia chương trình quay số trúng vàng, trúng vàng SCC 4 số 9 luôn. Được không ạ? À? Rồi lên đơn cho em đi mọi người ơi. 6614 gạch ngang số điện thoại. Đó, mẫu này mà phối đi du lịch là hơi bị đẳng cấp nha mấy chị ơi. Nó mát mẻ, nó tươi trẻ nè, tay chân mình thấy không? Mình hoạt động, nó dễ chịu. Và cái lớp lót bên trong em làm cho mấy chị nè, dài cỡ này nè, là bằng cái đầm mini rồi, chứ người ta làm cho mọi người lớp lót trên này thôi.
cũng xong cái đầm maxi nữa mấy chị, đúng không? Còn em là em làm dài bằng cái đầm midi, và cái lớp lót ở bên ngoài, cái lớp vải chính á, là bằng một cái giống đầm maxi lỡ, là một trong những cái giống đầm dễ mặc nhất, không có kém. Chừng nào mà em may cho mọi người lúc mắc cá hoặc qua luôn cái mắc cá cho mình thì cái đó mình chịu khó mang cho em đôi giày, đúng không? Hoặc là chị nào mà mình muốn thâu lên đó thì mình ra ngoài mình có thể là may, mình may rút lên một tí xíu ha, nói chung là lên like á mọi người đó. Còn nếu như mấy chị ơi như thế này thôi là đã dễ mặc nhất, phù hợp với châu Á của mình. Maxi này dễ mặc, trẻ trung và sang. Mấy chị thấy vóc dáng của em không, mặc lên nó gọn quá mấy chị, eo mình nó bé và cái hông mình nó đẩy ra, em thấy nhìn rất là sang luôn, trẻ trung luôn. 6614 đặt ngang số điện thoại kế bên thì mẹ mình có đơn nha cả nhà nha. Chị nào mới vừa vào live mình chấm bài giùm em đi ạ. Có ai mới vừa vào xem livestream chưa biết mã nè, chưa biết giá và chưa biết chất liệu của cái em này, cả nhà ơi chấm bài lên giùm em nha. Chấm bài tương tác mạnh mạnh lên giùm em nha cả nhà ha. Chấm bài chị nào mới vừa vào live không ạ? Hoặc kêu gọi người thân bạn bè của mình vào trong cái livestream này giùm em nha các chị yêu nha. Bởi vì cái đầm này là không thể thiếu ở trong cái mùa hè này đâu cả nhà ơi. Hôm nay mấy chị thấy em chuẩn bị cái background nhìn cưng không? Đó, nhìn chuẩn đi du lịch nha mọi người ha. Rồi có ai chưa lên đơn mẫu này không? Mấy chị chấm bài lên giùm em đi ạ. Hello, xin chào chị Ngọc Anh Bùi luôn ha. Xin chào mọi người. Rồi chị nào mà mình mới vừa vào like chấm bài lên giùm em đi ạ. Cái giắng tay này em làm cho mọi người giắng tay cut out. Cut out nhưng mà nó vẫn trong cái quy định của mình là không có hở ha. Mặt nó phải lịch sự và đặc biệt nó phải sang nữa. Hở nha, không có hở nha mọi người. Bởi vì sao mấy chị, cái này là có dây tăng đơ phía sau này. Đấy mấy chị thấy không? Em rút lên. Mấy chị em nào mà thích rút lên rút xuống đó tùy theo mình, tùy theo cái chiều dài của cái vai của mình nó, và mình thích mặc theo cái kiểu thoáng mát dễ chịu, đó là tùy theo mình có thể tự ứng biến được hết nha mọi người ha. Rồi có chị em gái nào mà mình mới vừa vào like chưa biết mã chưa biết giá này thì chấm bài lên giùm em đi ạ. Rồi hello chị Trang Dương, xin chào chị áo dài Thảo Duyên, xin chào mọi người luôn. Thì hôm nay cái em đầm này em có sẵn cho mọi người là 45 chiếc đầu like em sẵn ship cho mọi người, tiết kiệm cho các chị 20.000 khi ở Sài Gòn và 40.000 khi mà mình ở tỉnh. Ngày hôm nay chị nào mà có chia sẻ like em sẽ ưu tiên cho mình. Và hôm nay cái chương trình này cũng có áp dụng mua 4 sản phẩm tặng 2 sản phẩm. Và mình mua 2 sản phẩm em tặng cho mọi người một sản phẩm bất kỳ luôn. Được không ạ? Rồi bây giờ các chị ai mà mình chưa chốt mẫu này chốt luôn cho em đi ạ. 6614 gạch ngang số điện thoại. Dòng vải này là dòng vải von hàng. Dòng vải von hàng này mấy chị thấy không? Tại sao em về cho mọi người dòng vải von hàng ở nước ngoài chứ không phải nhập trên thị trường của mình? Bởi vì thị trường của mình thì cái vải von hàng mọi người, cái hoa nào nó cũng na ná như cái hoa đó rồi, nó không có gì nó mới mẻ hơn. Còn cái dòng von hàng của em sử dụng cho các chị cái loại cao cấp luôn, mấy chị thấy không, nó bung trên cái lòng bàn tay của em đó. Và mấy chị thấy mà cái nền em làm cái được cái nền màu đen như thế này là phải nói là rất là hiếm hàng. Nền màu đen như thế này mà phải nói là đúng mà kiểu như là màu đen tuyền luôn á, mà nó nhẹ nhàng, nó giúp cho nút da mình trở nên trắng hơn, dáng vóc mình nè nó cao hơn nè, ở nhìn trẻ trung hơn rất là nhiều. Nên là cái dòng quanh hàng đây là dòng quanh hàng cao cấp và họa tiết hoa văn nó không có bị trùng với ai trên thị trường, và cái màu hoa của nó lên rất là đậm đà chứ không phải là bị nhạt màu hoặc là bị sờn màu. Được không mấy chị ha? Và những cái dòng vải nha em khi mặc bán cho các chị yêu nhà mình là mình mặc rất là lâu bền. Mấy chị mua hàng nha, mọi người cứ việc kiểm tra hàng trước cho em thoải mái trước khi thanh toán. Cái chị em nhà mình lấy tay mọi người vò cho em, vò hoặc là nhầu, nó không nhăn là nó không nhăn và nó rất là mát, đúng không mấy chị ha? Nó nhẹ và nó có cái độ rũ cực kỳ luôn, và nếu như mình ủi nó cũng rất là nhanh. Mấy chị thấy cái dáng đi em không, cái vải của nó ăn thua là vậy đó mấy chị, nó phải bay và nó phải bồng bềnh nó mới đúng chất là du lịch chứ không phải nó đơ luôn nha mọi người ha. Đây các chị thấy khi mà em di chuyển nè, đó mình mặc như thế này mình mới duyên dáng để mình đi nghỉ dưỡng, đi chơi, đi cà phê, đúng không mấy chị ha? Đây đi chơi đi cà phê mình hoặc là đi du lịch, mấy chị phối cho em một cái nón như thế này, thêm một cái chiếc mắt kính vô đó, đúng chất đi du lịch chưa mọi người? 6614 gạch ngang số điện thoại kế bên. Dòng vải von hàng cao cấp mẫu này yên tâm dùm em làm rất là kín đáo lịch sự, không hở hang gì cho mọi người ha. Và có dây tăng đơ ở phía sau đây nè mấy chị yên tâm, và tay nè em làm bo chung nè, mấy chị thấy không ạ? À? Eo nè có độ co giãn cho mọi người và mặc rất là phích dáng luôn, hai túi hai bên cho các chị yêu nhà mình.
cái đầm này làm full lớp lót, và lớp lót là cực kỳ dài nha. Lớp lót thì bằng một cái đầm PC luôn mấy chị, đừng có tạo hình tạo kiểu gì lên nó cũng đẹp hết trơn mọi người, thấy không? Giá em đầm này mọi người ơi, thiệt sự luôn, ở ngoài thị trường bây giờ những cái giá đầm maxi nó rất là trội rồi, bởi vì vô đúng thời điểm mùa hè, đúng không mấy chị ha? Thời điểm mùa hè thì người ta bán một cái đầm maxi phải 700-800 ngàn trở lên, mà cái dòng voan căn bản thôi, thông thường thôi đó, mà mấy chị thấy cái dáng em may khi mà mặc lên cái đầm, mấy chị thấy cái chân em nó dài hơn không? Mặc dù em may đu quốc không có bao nhiêu hết trơn mấy chị, mà mình thấy cái chân em nó dài, và cảm giác cái tay của em nó cũng dài hơn, và cái nước da em nó cũng trắng hơn, cái eo em nó phích lại nè mấy chị thấy không? Mặc dù mình đứng mình cũng không có tạo kiểu gì nhiều, nó phích là nó phích, nó đẹp là nó đẹp, được không ạ? 6614 giùm em bán cho mọi người cái đầm maxi này tốn hơi nhiều vải luôn á, mà giá em cũng không có tăng mọi người ha. Thay vì em bán cái đầm này bình thường maxi lỡ hay maxi tiêu chuẩn gì, em bán có một mức giá một thôi, 550, mà ngày hôm nay mọi người chỉ có 540.000 đồng có ngay một cái đầm maxi rồi, miễn phí ship luôn, được không ạ? VIP chiết khấu thêm giùm em, và tất cả mọi người sẽ được tham gia chương trình vòng quay may mắn, mình có thể trúng lên tới 150.000. Hôm nay mua một cái thôi cũng tặng cho các chị cái voucher, mua một cái thôi cũng miễn ship, còn mua 4 cái tặng thêm 2 cái được 6 cái, còn mua 2 cái tặng thêm 1 cái bất kỳ, thích tặng cái nào em tặng cho mọi người cái đó, được không mấy chị ơi? 6614 lên đơn cho em, 540 đang có 5 size cho mọi người, SML, 1X và 2XL đó mấy chị thấy không, mặc như thế này nó mới sang mấy chị. Thật sự những cái dáng đầm maxi này mọi người nên nghe em chốt đơn nha cả nhà ơi, rất là xinh. Đặt hàng sớm mọi người có đơn hàng sớm luôn, 6614 gạch ngang số điện thoại kế bên. Giá ngày hôm nay chỉ có 540.000 đồng thôi, và sẵn ship cho mọi người luôn nha. Đang có 5 size đầy đủ cho các chị luôn. Mình nên đặt hàng sớm từ bây giờ đi ạ, để mình còn có đơn hàng, được không ạ? Mình phối cho em cái chiếc túi may hoặc là cái chiếc túi gam màu vàng như thế này cũng hợp lắm nè mấy chị. Tại vì những cái kiểu dáng như này mọi người phối túi rồi gì nó cũng dễ, nó không có kén bất kỳ cái gì hết nha mấy chị nha. Ai chưa lên đơn mẫu này chốt sớm thì em đi, tại vì em về cho mọi người chỉ có là 45 chiếc thôi, 45 chiếc để mà livestream cho mọi người thôi nha. Đây mấy chị thấy xinh không? Hoặc là cuối tuần mình đi dạo phố rồi gì cũng được mấy chị đó, hoặc là ai mà không có thời gian thì thôi mình đi dạo phố, mình đi du lịch với bạn bè nè đó, họ hàng mình chơi ha mấy chị. Đang cái kiểu như này thì mình mặc lên nó dễ không mọi người? Đó cái cổ nè không có hở gì hết nha mọi người, không có hở và làm cái rất là kín. Mấy chị em nhà mình thí dụ như thích mặc cho nó thâu, cho nó cao lên nữa không, đúng không mấy chị ha? Rút lên, rút bớt lên, hoặc là mình muốn mặc cho thoải mái mình rút hạ xuống. Cái này là giống như cái dây tăng đơ, mình dễ mặc lắm, mình tùy cơ ứng biến được hết nha. 6614 gạch ngang số điện thoại kế bên, 540 miễn ship cho mọi người luôn ha. Tiết kiệm 20.000 khi ở Sài Gòn và 40.000 khi mà mình ở tỉnh. Có ai chưa lên đơn mẫu này không, lên cho em nha, không thôi là nó hết hàng. Bởi vì biết sao mấy chị, vải maxi thì có rất là khó để về, những cái dòng vải khác á mấy chị thì em may nó cũng ít vải thôi, còn cái dòng vải maxi là phải chịu khó đầu tư rất là nhiều, nhiều hơn những dòng vải khác, có thể là gấp đôi luôn mấy chị. Tại vì em may tới size 5X là mấy chị biết rồi, vải em phải về rất nhiều, nhưng mà số lượng may thì cũng không được bao nhiêu, tại vì váy maxi thực chất của nó là cái tùng của nó là bao la bát ngát luôn mấy chị, mới thành là cái đầm maxi, đúng không mấy chị? Hai chiếc thôi nó thành cái đầm xòe cơ bản mất rồi. Còn cái lớp lót này mấy chị em làm cỡ vậy nè mọi người, nó hơi bị đỉnh cao. Cái vải em làm cho mọi người là dòng vải von hàng cao cấp, nên là mấy chị thấy từng bước em đi nó có cái độ bồng bềnh hơn không? Nó có cái độ bay nên là mọi người mặc lên sẽ rất là đẹp luôn ạ. Ok, chị Trần Liên em miễn ship, phí ship nè, chị Thanh Nguyễn miễn ship, chị Ái Thanh miễn ship, chị Kim Long miễn ship luôn ha, chị Huyền Châu Nguyễn em miễn phí ship luôn, chị Bảo Hân miễn phí ship luôn, chị Dung Hoàng bổ sung thông tin giùm em, chị Hồng Hà Trần bổ sung thông tin giùm em. 6614 gạch ngang số điện thoại, mấy chị cứ nên nghe em chốt mẫu này, em làm cho các chị em nhà mình thứ nhất sẽ trẻ hơn so với độ tuổi của mình, nhưng mà em không có làm cho các chị bị hở hang, bị hớ hơn gì hết. Phụ nữ của mình đẹp là đẹp theo kiểu thanh lịch, chứ không phải đẹp theo kiểu sexy là đẹp, đúng không? Đó nên là những cái kiểu như này mấy chị vừa mặc đi làm, đi chơi, mình mặc đi chơi, đi cà phê, đi dạo phố nhẹ nhàng với bạn bè. Đây mọi người phối như thế này mọi người thấy xinh không? Mặc với túi màu vàng hoặc là túi màu đỏ gì cũng hợp. Em làm cái nền đen mấy chị cứ yên tâm nghe em, nền đen là một trong những cái nền nó dễ mặc nhất và nó hỗ trợ cho nước da mình nó sáng bực tông luôn. Nên là thành thử ra mấy chị đi kiếm nhiều màu đen làm vậy đó mấy chị, ông hoàng luôn á mọi người ha. Nên là mấy chị cứ tranh thủ lên đơn giùm em. Mã em đầm này là 6614 gạch ngang số điện thoại kế bên.
Rồi ok, chị Vân Nguyễn Thị em miễn phí ship luôn, chị Nguyễn Nhiên miễn phí ship, chị Trần Ly miễn phí ship luôn. Chị nào mà mình mới vừa vào live không, chấm bài giùm em đi cả các chị ơi. Đầm này xinh lắm. Ai thiếu thông tin là bổ sung gấp nha, bổ sung gấp nha mọi người. Em ơi xinh chưa mấy chị? Nhìn cái dáng em cao, em đang cao 1m63 và nặng 49 cân. Có nhiều chị hỏi em ơi, cái mẫu này nè, chị cao có 1m5 mấy à, không biết chị mặc có được hay không. Mấy chị nhìn giùm em cái chân của em Ngân đang cao 1m63. Đây. Mấy chị thấy không, là trên cái mắt cá thường thường á, cái dáng váy tiêu chuẩn là dáng váy maxi, mà lỡ thì tiêu chuẩn nó sẽ nằm ở trên mắt cá cái này, dạng như chín tấc á mọi người. Đó là một trong những cái dáng dễ nhất, kể cả quần tây mấy chị cũng nên chọn cho em những cái dáng như này, nó dễ mặc. Còn những cái dáng mà nó dài quá mọi người thấy không, mình mặc lên cái đầm mà nó lết hết ở dưới đất luôn á thì rất là khó mặc. Nhiều khi mấy chị phải chịu khó đầu tư mang cho em đôi giày cao gót thật cao. Mà mấy chị tính đi, thí dụ như mình đi du lịch nghỉ dưỡng mà mang, ai mang đuôi gút cỡ nhiêu đây mọi người, đúng không? Thật sự luôn, mang cao cỡ như em thôi là hết rồi đó. Hoặc là mang một đôi giày búp bê thôi nhẹ nhàng, hoặc một đôi xuồng, hoặc là một đôi sụt thôi, đó là cho nó thoải mái, mình chụp hình đồ gì nó cũng đẹp, đúng không? Và những cái dáng như này mấy chị càng để lộ chân, dáng mình càng cao, em nói thật luôn đó. Nên là có nhiều nơi, có nhiều bạn gái họ mặc những cái quần đùi như thế này nè, thấy cái chân là tự nhiên thấy dáng người mình cao à, đúng không? Còn mình mặc mà nó lúc luôn cái chân, nó mất luôn cái chân của mình thì mình thấy cái chiều cao mình nó cảm giác bị thấp xuống. Còn cái này mấy chị thấy không, em đưa cái chân ra ngoài vẫn thấy được cái bàn chân của em, là tự nhiên cái dáng mình nó cao hẳn, mình cũng không biết tại sao luôn. Em nói thật, tại vì em một cao 1m63 như thế này đó, cộng thêm cái dáng váy này vô nhìn cỡ như 1m7 luôn. Em nói thiệt sự mọi người ơi, mặc lên nó cao lắm, và cái dáng mình nó ôm nhìn nó gọn cực kỳ luôn mọi người ha. Và cái mẫu này nè, em che bắp tay cho mọi người rất là tốt. Tại vì sao mấy chị, mọi người hay tưởng tượng đâu bắp tay nằm trên này, không có mọi người, ở đây là vai ha. Bắp tay nằm ở đây nè mấy chị, bắp tay nằm ở đây, mọi người thấy em che không? Mà em làm cho mọi người nè, cái bo chung, chứ không phải là nó ôm mà kiểu ôm sát, mà bó cái tay của mình hoạt động, mình làm gì cũng được, không có nha mọi người. Đã mặc đi du lịch là phải thoải mái, phải đẹp cho em, và phải sang trọng, mặc nó kín đáo như thế này, không hở gì hết, được chưa mấy chị ha? Đó, và dây này em làm có tăng đơ nè, có tăng đơ nên là thâu lên kéo xuống tùy theo cái phong cách của các chị mặc được hết. Đó, chị nào mà thích mặc theo cái kiểu trẻ trung như thế nào hoặc thoáng mát, mọi người có thể nới, và tùy theo cái chiều dài, chiều cao của cái vai của mình nữa, đúng không mọi người ha? Tùy theo cái phong cách nên là em làm có cái tăng đơ ngay chỗ phần phía sau vai để cho mấy chị thoải mái hơn. Và cái vải này mọi người yên tâm, giặt cũng không có nhăn. Đơn cả nhà, em zoom lại cho mọi người xem cái vải nhà em làm này. Mặc lên nó trắng lắm mấy chị, thiệt sự luôn. Cái mẫu này hồi nãy em mới đăng hình thôi đã bán được rồi đó mấy chị, đã bán được vài chiếc rồi nha mọi người. Hôm nay em like được cái đầm này chỉ có 45 chiếc. Tại vì sao mọi người ơi, vải em nói thiệt luôn, phải đầu tư rất là nhiều, nhưng mà may ra cũng không được bao nhiêu cái, chỉ có được 45 cái thôi. Chỉ có được đúng 45 cái để mà bán cho mọi người thôi á. Nên là bây giờ mấy chị tranh thủ, 45 chiếc này em sẽ sẵn ship trong livestream này cho các chị yêu nhà mình luôn, được không ạ? Nên là bây giờ mình comment luôn để mà em chốt đơn hàng cho các chị yêu nhà mình ngay bây giờ luôn. 6614 gạch ngang số điện thoại kế bên, 6614 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em để mà mình có đơn ha. Giá 540.000 miễn ship. Bây giờ các chị kiếm một cái đầm maxi ha, mà size 2X là em nói khó cực kỳ luôn, mà mặc lên nó phải fit form nha, là cực kỳ là hiếm hàng mấy chị nha. Và cái họa tiết hoa văn không đụng hàng, tại vì thị trường bây giờ những cái họa tiết hoa văn mà nó giống nhau, nó hao hao với nhau, nó cực kỳ là nhiều. Còn đối với em không về dòng von hàng thì thôi, nhưng mà em về là về hàng thị trường cao cấp cho mọi người, dòng cao cấp chỉ có trong những hãng lớn họ mới làm đó. Và cái dòng vải mọi người sờ mọi người biết ngay, em nói thật, thường thường quanh hàng trên thị trường nó mỏng te mấy chị, nó mỏng cực kỳ là mỏng luôn. Còn cái dòng quanh hàng của em nè mấy chị, mọi người thấy không, nó vẫn có cái chất dày dặn ở bên trong ha, mình mặc nó mới có cái độ bay và nó mới dựng phong được. Và đặc biệt mọi người, vò nó không nhăn, nó không nhăn luôn á mấy chị ơi. Đó mọi người thấy không, nó có cái độ tung bay như thế này, mọi người mặc lên nó mới thấy vóc dáng mình nó cao hơn, nó xinh hơn rất nhiều. Nên là mấy chị em nhà mình mặc đi cà phê cuối tuần hoặc đi du lịch mặc được hết luôn, hoặc là đi trung tâm thương mại với bạn bè, cứ lên cho em những cái em đầm như thế này. 6614 gạch ngang số điện thoại kế bên, mấy chị thấy tạo cái võng lưng cho mình không đẹp ha? Đó, ôm cái form ngực nè, ngực mình muốn ôm lại thì mình thâu lên ha mấy chị ha. Đó, những cái kiểu như thế này, hai bên có phối túi 1m5 trên 1m5, 1m6 hoặc là trên 1m6, 1m7 luôn, mặc vẫn đẹp ha mấy chị ha. Đó mấy chị thấy không, cái chân em cảm giác nó dài hơn nhiều không, cái chiếc eo này nó chia cái tỷ lệ cơ thể mình lên rất là đẹp luôn mấy chị ơi. 540 540 thôi, em miễn phí ship. Hôm nay mấy chị mua hàng được miễn phí ship trên live,
Được chưa mấy chị? Được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán, được tích lũy điểm để lần sau mấy chị được thăng hạng, thăng hạng trở thành khách VIP. Mà khi đã trở thành khách VIP rồi, bạc giảm 10%, vàng giảm 15% và kim cương sẽ được giảm tới 20% luôn nha cả nhà ha. Rồi, và mình sẽ được đổi size trong vòng 5 ngày kể từ khi các chị yêu nhà mình nhận hàng. Và đặc biệt tham gia chương trình vòng quay may mắn nữa mấy chị. Mà cái đầm này phải nói là các bạn hot girl mọi người bây giờ là họ rất là chuộng những cái đầm maxi dài. Bởi vì sao mọi người biết không, mặc cái đầm dài thì nhìn nó sang, còn mặc những cái đầm ngắn ngắn á, thì nó nhìn nó trẻ trung à, nhưng mà nó không có mang được cái tính sang mà cái đầm dài. Em nói thật luôn, nếu cho em chọn là em thích đầm càng dài em càng thích. Tại vì đầm càng dài cái chân em nhìn nó càng dài, mà nhìn người mình nó thước tha. Nhìn cô gái này nhìn nó cảm giác là dịu dàng ha, thùy mị nè đó, nhìn từng cái dáng đi cũng uyển chuyển thanh thoát nữa mấy chị. Mà nhìn cái váy giùm em nè, nhìn cái vải nó có cái độ bay liền đúng không, nhưng mà nó đứng form rất là ok, chứ không phải là nó mềm rồi nó nhão form mấy chị mặc vào một vài lần đâu nha. Không có mấy chị, mặc cái mẫu này đi trung tâm thương mại, đi cà phê, đi đâu mặc cũng được, hoặc là đặc biệt đi du lịch luôn cho em, xinh lắm mọi người. Và đặc biệt nha, cái màu đen mấy chị phối với túi nào nó cũng hợp, em sẽ phối túi đen cho mấy chị coi luôn. Tại vì màu đen là một trong những cái màu mà ăn tiền nhất, em nói thật luôn. Màu đen là một trong những màu mà dễ ứng dụng, dễ mặc nhất luôn á mấy chị. Mặc đi đâu nó cũng hợp hết trơn á. 6614 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em ha. 540 miễn ship cho mọi người luôn mấy chị ơi. Rồi bây giờ em kiểm tra số lượng để xem coi còn bao nhiêu ha. Chị nào đặt luôn mình có hàng luôn ngay bây giờ nha cả nhà ơi. Đặt luôn có hàng luôn giùm em luôn. Ok, chị Phong Lan miễn ship, chị Viên Lâm miễn ship nè. Rồi chị Nguyễn Thanh Nga miễn ship, chị Thúy Trần miễn ship, chị Bùi Minh Thủy miễn ship luôn. Chị nào mới vừa vào livestream không, comment giùm em ngân số 1 đi các chị ơi. Mẫu này em gần sắp hết hàng rồi, bây giờ em chỉ nhận đúng 20 chiếc cuối nữa thôi nha. 20 chiếc cuối cùng nữa thôi ạ. Ok, chị Nguyễn Thanh Nga luôn. Có chị nào mới vừa vào live không, mình comment cho em ngân số 1 với đi các chị. Ai mới vừa vào livestream comment giùm em ngân số 1 nha cả nhà nha. Comment số 1 giùm em đi ạ. Cho em tầm cỡ 10 cái comment ha. Tại vì hồi nãy em thấy mấy chị có 200 mấy comment thôi, 200 mấy lượt view, mà bây giờ là 300 hơn rồi. Có chị nào mới vừa vào chưa biết mã, chưa biết giá và chưa biết cái chất liệu của em đầm này, thì mấy chị hãy comment cho em ngân số 1 để em giới thiệu lại. Bởi vì bây giờ em mới thông báo còn đúng 20 chiếc cuối cùng nữa thôi các chị. 20 chiếc cuối cùng. Ok, chị Lan Phùng có đơn ha. Tất cả các chị yêu, ngày hôm nay mình sẽ được miễn phí ship về tận nhà. Và bây giờ em xin thông báo, em chỉ còn đúng 20 chiếc nữa thôi ạ. Nên là chị nào mà chưa chốt cái đầm này, mọi người ơi comment luôn cho em với nha. Cái đầm này lên xinh lắm luôn á mấy chị. Xin ông mọi người, chị nào thấy mẫu đầm này đẹp mọi người comment lên giùm em nha cả nhà ha. Chị nào thấy mẫu đầm này đẹp mọi người ơi, mọi người comment lên trên like giùm em nha mấy chị. Cái đầm màu đen là em thấy nhìn nó rất là trẻ mấy chị, lên vóc dáng mình nó cao hẳn luôn ha mọi người. Cái đầm này ở ngoài mấy chị đi kiếm ở ngoài thị trường đi, thứ nhất 700-800 ngàn trở lên, thứ hai size 1X 2X là không bao giờ là có luôn. Người ta may cho cái chị nhiều lắm là 3 size hoặc là 4 size thôi, chứ hiếm ai mà may 5 size lắm. Mà bán giá này thì người ta sẽ không bao giờ bán, bởi vì dáng váy maxi là một trong những cái dáng váy mà tốn nhiều vải nhất, may khó nhất, may cực nhất luôn. Nhập vải về nhiều nhưng mà phải nói là may ra không được bao nhiêu cái nhiều để mà bán hết trơn mấy chị. Bởi vì mỗi em đầm này em phải tốn là phải nói là rất là nhiều mét vải. Mà em là em may tới size 2X lận nha mọi người, là tới 72 cân. Đó nên thành thử ra em tốn nhiều vải vậy thôi á, nhưng mà em may ra không được bao nhiêu thành phẩm hết trơn đó mấy chị, tại về cũng số lượng ít thôi à, không có về nhiều. Nên là bây giờ chị em nào đang xem được cái livestream này, sắp tới mình chuẩn bị đi du lịch đúng không, mà mình vào những nơi khác thì mấy chị biết rồi, 800-900 ngàn, 700-800 ngàn đổ lên, nhưng mà size lớn thì càng không có. Và kiếm một cái đầm maxi nó duyên dáng để cho mọi người có thể mặc đi chơi, đi cà phê nè, đi dạo phố với bạn bè đó, đi du lịch hoặc đi picnic, thì tham khảo cái livestream này của em. Và khi mà mọi người hôm nay đặt luôn trên live, em sẵn ship cho mọi người luôn. Bây giờ em nhận đúng 20 chiếc nữa và chia ra cho 5 size là không còn bao nhiêu nữa nha mấy chị ha. Tại vì hồi nãy em đăng hình bằng khách em cũng hỏi rất nhiều rồi mấy chị, nên là bây giờ em chỉ còn đúng 20 chiếc nữa. 20 chiếc này là 20 chiếc vỏn vẹn cuối cùng để chốt đơn trên live cho mọi người. Hôm nay về đúng 45 chiếc mà hồi nãy giờ mấy chị ơi khách đã chốt rất là nhiều rồi. Bây giờ em nhận thêm đúng 20 chiếc nữa thôi nha. SML 1X 2X. Nếu như nó hết hàng thì mọi người thông cảm giùm em ha, mấy chị ghé cửa hàng thôi, tại vì số lượng em chỉ còn có đúng nhiêu đây thôi. Được không ạ? À? Đây là một trong những maxi em cảm thấy rất là ưng ý trong thời tiết này.
Và em cảm giác rất là thích cái thiết kế của nó, tại vì nó vừa trẻ nhưng mà nó vẫn nằm trong cái khuôn khổ, chứ không phải là trẻ mà ở đây mình hở hàng, mình hớ hên. Được không mấy chị, em làm cho mọi người có cái thunder ở phía sau này, nên là mấy chị yên tâm ha. Mã này là 6614 gạch ngang số điện thoại kế bên nha mấy chị. Mẫu này có size 2X, mấy chị cứ nghe em đặt hàng trước đi ạ. Chị Trần Phương Thảo comment giùm em đầy đủ thông tin ha. Rồi comment giùm em nha mấy chị ơi, 6614 gạch ngang số điện thoại kế bên. Cái đầm này mọi người yên tâm, em không có bao giờ em bán mà một cái đầm maxi mà bán 700-800 ngàn cho mọi người đâu, thật sự luôn. Nếu mà bán khách em vẫn mua, bởi vì đầm maxi nhà em không may thì thôi, mà em may là cực kỳ là chất lượng cho mấy chị, may đẹp em mới bán. Nên là mọi người mua hàng cứ việc kiểm tra hàng trước cho em may tới size 72 cân, là tới size 2XL, eo dưới 90. Thường thường một cái đầm người ta may ha, eo dưới 80 thôi là ngưng. Eo dưới 80 thôi là ngưng, còn eo của em tới 90 luôn là tới size 2X. Cái này là mọi người phải tranh thủ nha. Em có tròn cho cái chị chỉ còn đúng 20 chiếc thôi. 6614 gạch ngang số điện thoại, 580 em không bán luôn. 560, 570, 550 càng không nha. Chỉ có một mức giá một thôi mấy chị, và miễn phí ship. Mua một cái em cũng sẵn ship cho mấy chị giá 540 nghìn đồng. Tiết kiệm 20 nghìn khi mình ở Sài Gòn và 40 nghìn khi mà mình ở tỉnh ha mấy chị ha. Và ngày hôm nay các chị ơi đặt hàng sớm, em chiều nay em đi hàng sớm và sẵn ship cho mấy chị luôn. Cái đầm này em bao cho mọi người là rất là xuất sắc. Hôm nay mấy chị đặt hàng trên livestream, thứ nhất mình sẽ được miễn phí ship. Thứ hai, kiểm tra hàng giùm em thoải mái trước khi thanh toán ha. Vò vải này xem coi cái vải nó có đúng như em Ngân nói không. Được không mấy chị ha? Này mọi người nghe cái tiếng này. Làm gì có cái von hàng nào mà nghe tiếng này. Đúng không mấy chị? Chỉ có von hàng loại cao cấp mà nó có cái độ bung ra như thế này nè mấy chị. Mình mặc nó mới bền, và mình mặc nó mới mát và nó mới thoáng, và cái màu của nó lên mới chuẩn nha mấy chị. Chứ von hàng trên thị trường em không bao giờ em nhập. Em đa số em nhập trên cho mọi người là những cái dòng vàng von hàng nước ngoài, von hàng cao cấp. Đó rất là thịnh ở những hãng lớn á mấy chị, người ta sẽ thịnh cái hãng này hơn. Đó nên là người ta sẽ làm cho mọi người những cái giá 700-800 ngàn đổ lên ha mấy chị ha. Và những cái hạt ở trên cái bề mặt vải này nó mềm và nó có cái độ xốp nhẹ. Đó nhưng mà sờ vô vải vẫn có cái độ dày dặn chứ không phải là mỏng tan. Kể cả cái lớp lót em làm cho mấy chị cũng dài cỡ nhạy nè, là bằng một cái đầm mini rồi, và thêm cái đầm ở ngoài nữa. Chuẩn chưa mọi người ơi? Mẫu này ở trong miền Nam, ở ngoài miền Bắc, ngoài miền Trung mình mặc được hết nha mấy chị. Cái đầm này có dây tăng đơ và cái tay nè có bao trùm luôn, nên là mình mặc rất là dễ chịu, thoải mái và thoáng mát cực kỳ luôn mấy chị. Mặc lên lúc nào cũng ôm em. Đó, những cái kiểu như thế này đang rất là hot trong năm 2022 nha mấy chị. Mình đi ra ngoài thấy các bạn hot girl là lúc nào cũng có những cái kiểu đầm như thế này. Bởi vì sao mấy chị? Nó sang đẹp kiểu kiểu này là đẹp mỹ miều, đẹp sang trọng nè mấy chị biết không ạ. Còn những cái kiểu mà đẹp tin tin á là nó đẹp kiểu như cái chiều dài của nó ngắn trên gối đúng không chị, cái đó nó trẻ thôi chứ nó không có sang bằng cái đầm này em nói thật. Cái đó là mấy chị biết đúng không, những cái đầm càng dài thì nó giúp cho mình trở nên cổ điển hơn, trang trọng hơn và quý phái hơn rất nhiều, và đặc biệt che khuyết điểm cho mình trong vào một nốt nhạc luôn với cái chất liệu này nữa. Mấy chị thấy khi mà em mặc không, nó có cái độ bay bổng cực kỳ. 6614 lên đơn cho em nha mọi người ơi, giá 540 miễn ship luôn. VIP ngày hôm nay chiết khấu luôn giùm em ha, và hỗ trợ đổi size trong vòng 5 ngày kể từ khi các chị nhận hàng. Và tất cả mọi người hôm nay mình sẽ được tham gia chương trình vòng quay may mắn nữa nha các chị. Rồi, bây giờ em thấy đơn của mọi người, bây giờ em sẽ đọc tên nha. Chị nào đặt hàng đầy đủ thông tin em chốt luôn ngay bây giờ, chốt luôn đi mấy chị để mình miễn ship ạ. Ok, chị Nguyễn Thủy miễn ship, chị Giang Nguyễn miễn ship nè, chị Nguyễn Nương, chị Thúy Huỳnh, chị Thanh Huý, chị Trúc Yến nè miễn ship ha. Chị Sơn Bé miễn ship nha. Rồi, các chị tranh thủ giùm em ha. Chị Nguyễn Thủy ơi, cái đó là tùy theo bưu điện nha chị, tùy theo bưu điện họ gửi hàng nha chị ha. Nhưng mà mình tranh thủ mình đặt sớm nha mấy chị. Nên em nghĩ là nếu như cái đó là em cũng chưa có rành về bên bưu điện nữa, tại vì họ giao nha mọi người ha. Nhưng mà em nghĩ mấy chị nên đặt sớm đi ạ. Đặt sớm để em còn sẵn sàng em miễn phí ship cho mọi người nha. Rồi các chị ơi, chị nào đặt luôn có để lại cho em đầy đủ thông tin với chị Bích Luận ơi. Mã là 6614 gạch ngang số điện thoại, em còn 15 chiếc nữa thôi ạ. 15 chiếc này là 15 chiếc cuối cùng miễn phí ship trên livestream. Nên là tranh thủ đặt hàng sớm mọi người ơi. Ok chị Thủy Trương nè, 72kg có size luôn nha chị ơi. Em may tới size 2XL lận. Bây giờ còn đúng 15 chiếc nữa thôi à. Đẹp lắm mọi người ơi, thật sự cái đầm maxi này lên đúng chuẩn luôn. Em zoom cho mọi người coi nè. Mấy chị thấy cái hoa em làm không? Đó em làm nó nét căng như thế này luôn á mấy chị. Hơi bị đỉnh luôn, thiệt sự á. Dòng quanh hàng nhà em mấy chị, em lên thứ nhất nè, cái hoa nó không có đụng hàng trên thị trường. Cái hoa nó không đụng hàng trên thị trường mà mọi người thấy em may cao.
nó không có hở nha. Đầm MMA không bao giờ là hở MMA đó giờ. Và các chị biết không, từ cái lúc mà MMA mới vừa thành lập á, cái tên của váy MMA không phải là tên này mọi người ha, là váy maxi MMA. Là phải nói là hơn 7 năm trước là em đã chuyên về dòng váy maxi. Em nói với các chị luôn, em không ít lên váy maxi, nhưng mà một khi đã lên là em bán cho mọi người dòng hàng chất lượng ngang ngửa với đầm tiền triệu luôn. Hồi xưa là đã chuyên về dòng váy maxi rồi mấy chị. Có nhiều chị bảo với em ơi, chị mặc cái đầm maxi của em á, chị ưng luôn, ưng mặc hoài luôn á. Là mỗi lần mà thấy em có maxi gì, bất kể maxi gì, dài nè, hoặc là maxi lỡ, maxi tiêu chuẩn, là các chị em nhà mình đều mua. Tại vì mặc nó fit form lắm mấy chị ơi, nó gọn rồi, mấy chị thấy nó gọn bưng không? Nó vừa y chang cái người của em luôn, nhưng mà nó còn có độ co giãn nữa. Đó, nó hay ở chỗ đó đó mọi người. Và mình mặc lên em thấy cái dáng em cao hẳn luôn mấy chị, và nhìn em rất là gầy, nhìn em rất là ốm luôn á mấy chị. Nền là nền đen và full họa tiết hoa này thì càng ốm hơn. Nó giúp cho mình trở nên sang trọng hơn rất nhiều luôn. 6614 gạch ngang số điện thoại, chuẩn bị sắp hết hàng rồi nha các chị ha. Rồi, chị Bích Luận có đơn miễn ship, chị Cúc Phạm có đơn miễn ship, chị Thủy Trương nè, ok, chị Hành Nguyễn luôn, chị Thanh Nguyễn có đơn luôn ha. Rồi, tranh thủ giùm em nhận thêm đúng 15 chiếc nữa miễn ship các chị Thúy Sơ Dừa luôn. 15 chiếc cuối cùng mấy chị ơi, đặt hàng tranh thủ giùm em luôn đi ạ. Mọi người ơi, tranh thủ giùm em, có ai mới vừa vào like không? 500 hơn chị An đang xem livestream rồi. Chị nào mới vừa vào like chưa biết mã thì chấm bài lên giùm em tư vấn lại cho các chị. Em nhận đúng 15 chiếc nữa rồi. Những cái kiểu như này mọi người nên mua. Bởi vì sao mọi người, mùa hè là không thể nào thiếu được những cái đầm này. Bởi vì sao mấy chị, nó trẻ, đúng không? Nó mát mẻ và nó rất là đẹp. Cái dòng vải này nè mấy chị thấy không? Nó mềm, mịn. Và đặc biệt nó có cái độ nhẵn ở trên cái bàn tay của mình khi mà mình sờ. Đó, và mấy chị thấy em mặc không? Lúc nào cũng có cái độ co giãn ngay chỗ cái phần tay này. Và cái bo chung, cái tăng đơ ở đây, nên là khi mấy chị em nhà mình mặc á, mình không có sợ là nó bị quá hở, cốn sống nó bị quá cao. Mình có thể tùy chỉnh theo cái cơ thể của mình. Và mấy chị nhìn giùm em cái thiết kế ngay chỗ vùng eo nha. An tiền ở đây là cái kỹ thuật may mấy chị. Vải thì đương nhiên có thể nhập về, nhưng mà cái kỹ thuật may không bao giờ là mình có thể là bị nhái lại được hết. Tại vì Emmy là sở hữu một cái kỹ thuật may rất là chuyên biệt về dòng váy maxi. Tại vì em bán 7 năm hơn chuyên về dòng váy maxi luôn. Và một khi á, mình đã biết tới váy maxi của em là khó khi nào mình mặc được cả ở hãng khác lắm. Bởi vì nó quá fit form đi, mặc lên nó quá gọn người. Nó y chang một cái đầm mà mình đô ra cho người ta may cho mình riêng vậy đó mấy chị. Như mình đặt riêng vậy đó, là y chang vậy luôn. Mà đặc biệt dáng nó rất hời. Mọi người biết không, em về một cái đầm này em không biết là phải nói là tốn biết bao nhiêu mét vải cho một cái đầm như thế này mấy chị. Váy maxi là một trong những cái váy may cực nhất đó mọi người. Tại vì nó quá dài đi, nó quá nhiều vải đi, mà mình bán ra thành phẩm mình cũng không có được bao nhiêu cái sản phẩm hết trơn đó mọi người. Tại vì có một mét vải bao nhiêu mọi người, là cứ dồn vô một cái đầm này hết trơn. Mà em may tới size 2X lận. Em may tới size 2X lận nha mọi người ha. Đó, em chứ không phải em may một size hay là làm cái đầm bao chung. Rồi đầm bao chung mà đầm maxi là phải nói là mặc kiểu như free size mấy chị, đó là mặc lên may nhiều khi là may nó đỡ tốn kém hơn. Còn em là em may cho mọi người là hàng phải nói là hàng chính phẩm luôn, thượng hạng luôn cho các chị luôn, mà may tới size 2X, chứ không phải là vì em cảm giác nó tốn vải thôi. Em may 2-3 size thôi, được không mấy chị ha? Em bán những cái dòng size chủ đạo của em như MLXL em cũng bán được vậy đó, nhưng mà em vẫn cố gắng may đủ 5 size cho mọi người. Và đặc biệt mấy chị nhìn giùm em cái vùng eo và cái vùng hông của em nha. Em đứng chuẩn hai chân lại luôn, không tạo dáng gì hết. Và mấy chị thấy cái đầm của em không ạ? Nó đẩy cái eo em vô và nó đẩy cái hông mình ra, nó tạo kiểu y chang một cái đầm đi dự tiệc vậy đó mấy chị. Đó, mấy chị thấy xuất sắc không? Mà cái mẫu đầm này đi du lịch được rồi đúng không? Đi ăn tiệc cho em ạ. Đi du lịch rồi sau đó mình đi ăn tiệc, mình đi dự sự kiện event, mặc cái này cho em rất là xinh. Đó mấy chị thấy không, cái chân mình tự nhiên nó dài hẳn hoi ra luôn mọi người ơi. Và dáng vóc mình cảm giác cao hơn, gầy hơn, thanh mảnh hơn, thanh thoát hơn trong từng cái dáng đi luôn. Dáng đi mình trở nên uyển chuyển và có cái điểm nhấn nhá hơn rất là nhiều. Đó, ăn thua cái kỹ thuật may và cái chất liệu vải. Và giá này em chắc chắn trên thị trường không ai bán cho mọi người. Cái giá này là một trong những cái mức giá rẻ nhất mà size 2X mọi người kiếm rất khó, đúng không mấy chị ha? Đó nên là em thấy mọi người kiếm khó vậy, em may cho mọi người tới size 2X luôn. Rồi tranh thủ giùm em đi ạ, 6614. Chiều nay chị nào đặt luôn, em miễn phí ship, sẵn ship vào chiều ngày hôm nay. Đúng 15 chiếc cuối cùng nữa thôi ạ. 15 chiếc cuối cùng. Ví dụ như sắp tới mình đi du lịch đi ạ, đúng không? Đi du lịch với chị em của mình, mua 2 cái, em tặng cho mình 1 cái bất kỳ.
Mình mua 4 sản phẩm, em tặng cho mình 2 sản phẩm bất kỳ, cái chị thích cái nào em tặng cho cái chị cái đó. Và không nhất thiết là mọi người phải mua đúng cái mẫu của em, đúng không mấy chị ha? Mình mua chọn cái mẫu của em, thêm cái mẫu khác cũng được, được không mấy chị ha? Tùy sở thích của mọi người luôn. Và đặc biệt VIP đã là kim cương bạc vàng nè, đó đã là VIP rồi, hoặc là mình mới vừa thăng hạng, mình sẽ được tham gia chương trình trúng vàng, quay số trúng vàng nha mọi người ha. Trúng vàng SCC 4 số 9 giùm em cho cả nhà ơi. Rồi tranh thủ giùm em. Ok, chị Thùy Linh miễn ship, chị Trần Thịnh miễn ship, chị Roro miễn ship nè, chị Phạm Thị Sáu miễn ship, chị Ngân Kim, chị Kim Lương. Rồi mấy chị ơi, bây giờ còn 10 chiếc cuối cùng nữa thôi ạ. Còn 10 chiếc cuối cùng, ai chưa lên đơn không, chốt đơn liền cho em. Một câu chắc nịch luôn, mặc lên gọn bưng cái người luôn mấy chị. Gọn, cực kỳ là gọn, đứng như thế này thôi nè. Thấy cái eo của mình nó đẩy vô mấy chị, có cái chiếc eo ở trên này. Cái này mặc không sợ hở nha mấy chị. Em bán đầm đa số cho phụ nữ có tuổi, có gia đình. Mấy chị mặc cái này lên có cái dây tăng đưa này. Và cái bắp tay mình nằm ở đây, đúng không? Em làm cho mấy chị phối bèo. Có cái bao trùm này, thoải mái không mấy chị? Giơ tay cột tóc hay làm cái gì nó cũng thoải mái. Và đặc biệt nó rất là trẻ, nó nâng được cái form 1 của mình lên, đúng chưa? Và cái mẫu này là có hai đường bên hai bên này, đẹp lắm mọi người. Trời ơi, mặc lên em thấy em ớn mà em còn khoái cái đầm này luôn á mấy chị. Và hồi nãy em đăng hình lên là khách hỏi em rất là nhiều, em ơi cái đầm này xinh như một cái đầm đi tiệc vậy đó mấy chị, ở ngoài là 700-800 ngàn á, không ít đâu mọi người. Em nói thiệt á, em may cái đầm này lâu lắm mọi người ơi, em may cái đầm này lâu lắm em mới cho ra được cái dòng sản phẩm luôn. Và cái vải này cái chị cứ như thế này cho em không nha, mát rồi luôn mấy chị ơi. Kể cái lớp lót này em cũng đầu tư cho mấy chị bằng cái chất cô tông mềm dày dặn vừa phải nha, chứ không phải nó dày cộm lên là nó đẹp đâu mấy chị. Cũng không phải cái nào quá nhiều là đẹp đâu, hoặc nó mỏng quá cũng không được. Em làm cho mấy chị vừa phải để mà nó đủ dựng phong, nó thấm hút mồ hôi. Và đặc biệt em đã làm thì đâu làm cho tới làm dài luôn đó, để cho mấy chị ngồi nữa đúng không. Đây em ngồi cho mọi người xem cái đầm này. Hôm nay không mua trời ơi, chỉ có tiếc thôi mấy chị ơi, 540.000 đồng. Thường thường mọi người thấy em bán cái đầm 550. Maxi là em bán 550 chứ không có mức giá này, em nói thật luôn á. Đây Nhung ngồi ở đây là Nhung biết nhiều hơn nè mọi người. Thường thường bán là đầm Maxi, em không cần biết đó là Maxi lỡ hay tiêu chuẩn, cứ 550. Đúng không mấy chị ha? Đó, và những cái kiểu vải đó mấy chị ngồi thấy đẹp không? Sang không? Đó, ngồi như thế này, đẹp quá trời luôn mấy chị, kể cái lớp lót nè. Có ai đầu tư cho mọi người tới vậy đâu, thiệt sự luôn. Ngồi cái là phủ cái chân của mình nhìn sang không? 1m5, trên 1m5, 1m6 hoặc trên 1m6 mặc được hết giùm em. Ngồi là che cái bụng luôn, mấy chị thấy không ạ? Ngồi là che cái bụng và không hở cái ngực nè. Em làm nó sát mép như thế này nha mọi người ha, nên là cúi xuống mình không có phải bị trễ cái ngực của mình ra. Nó sát mép như thế này và có cái dây tăng đưa nữa, nên là mọi người yên tâm nha. 6614 gạch ngang số điện thoại, em nhận đúng 10 chiếc cuối nữa thôi ạ. 10 chiếc cuối nữa thôi nha mọi người ha. Rồi chị Hiền Hồ ơi, để lại thông tin giùm em. Chị Nguyễn Thủy ơi, chị cứ đặt hàng đi, một lát nữa các bạn sẽ hướng dẫn cho mình sau ha chị ha. Mình cứ việc yên tâm nha chị. Rồi ok, chị Thùy Linh luôn nha, em miễn phí ship. Chị Trần Thịnh luôn, 540 một em nha mọi người, 540 miễn phí ship cho mọi người luôn. Bây giờ em Ngân chuẩn bị qua mẫu rồi các chị. Mọi người comment giùm em 6614 gạch ngang số thoại. Mỗi size nhận thêm cho các chị em nhà mình là 2 chiếc nữa thôi, hết hàng nha mọi người. Chị Hương Thân em miễn phí ship nè. Ok chị Phương Nguyễn, đây mọi người thấy cái bụng em khi ngồi không, không bao giờ bị lộ bụng hết trơn, mặc lên rất là gọn đó. Mình ngồi xa hay ngồi gần gì mình thấy nè, mình chụp hình là mình đưa cái chân ra bên ngoài như thế này, các chị thấy cái chân mình nó dài không, không cái vóc dáng mình nó cảm giác ở nó cao hơn và cái vai của mình cảm giác nó cũng thanh mảnh hơn rất là nhiều. Chỉ có 540 thôi mấy chị ơi, miễn phí ship luôn. Cái da mình lên trắng tươi rồi mấy chị, da mình lên trắng thật sự luôn. Nên là nền đen nên là nhiều chị thấy trời ơi gọn người lắm mọi người ha. Rồi tranh thủ giùm em nha. Chị mới nhận được 2 cái body rất in luôn, còn một cái không biết chừng nào mới có. Dạ cảm ơn chị Huế Châu ha. Chắc đang trên đường ship đi á chị. Chị Huế Châu ví dụ như mà mình mặc mình thấy đẹp á, mình có thể gửi cho em một cái tấm hình feedback về trang fanpage của váy em đi ha cả nhà ha. Chị nào nhận hàng ví dụ như thấy mẫu này đẹp thì sắp tới đi du lịch, đúng không? Đi du lịch thì mình cứ lên cho em đầm này, đi đâu cho em xin một tấm hình. Được các chị. Và bây giờ em nhắc lại cho mọi người cú pháp nha, chuẩn bị qua mẫu rồi ạ. Sắp hết hàng rồi mọi người ơi. Mà sản phẩm em đầm em Ngân đang mặc là 6614 nha các chị. 6614 em Ngân đang mặc đang có cho mọi người 5 size. Đầm này trẻ trung cực kỳ luôn mấy chị. 5 size từ 40 cho tới 72 cân là mình sẽ được có đơn. Em mẫu này dưới 90 xăng là mọi người mặc sẽ rất là đẹp. Dòng vải von hàng có lớp lót bên trong, vải von hàng này mềm, mịn,
mát, và cái sợi hạt trên nó của nó, trên bề mặt vải của nó mềm mịn ha, có độ xốp nhẹ nên là dựng form cho các chị yêu nhà mình rất là tốt, và đặc biệt che khuyết điểm tuyệt đối luôn, khắc phục được hết những cái khuyết điểm trên cơ thể của mọi người. Cái dáng kiểu này em làm cho mọi người trẻ hơn nhưng mà không có bị hở ha, hoặc là hớ hơn gì hết, nên là mấy chị ơi mình yên tâm nha. 6614 em Ngân đang mặc thì đang có mức giá cho mọi người rất là yêu thương luôn. Giá ngày hôm nay á mấy chị ơi chỉ có 540.000 đồng thôi, thay vì bình thường giá maxi là 550. À mấy chị, ngày hôm nay chỉ có 540.000 đồng và kèm miễn phí ship. Em nhận cho cả nhà mình đúng 10 chiếc cuối cùng nữa thôi ạ. Mỗi size 2 chiếc nữa. SML 1X và 2X mỗi size 2 chiếc nữa ha. Em đầm này mọi người yên tâm, nó sẽ có dây tăng đơ ở phía sau. Mình muốn hở hở cũng được mấy chị, thiệt sự. Mặc nó vừa phải là đẹp, được không mấy chị ha? Đó, và nó ôm theo cái cầu vai của mình là rất là duyên, và bắp tay của mình được che, tại vì cái bắp tay của phụ nữ mình nó nằm ở đây. Đó thì nó sẽ che em làm hai cái đường bo chung ở trên và ở dưới luôn. Mấy chị thấy không? Mà không bao giờ cảm thấy khó chịu, tay em vén tóc hay em làm cái gì đi chăng nữa cũng không khó chịu. Được không mọi người ha? Eo em làm thiết kế eo trên và có hai cái đường bên nằm ở đây. Em zoom lại cho mọi người xem kỹ cái họa tiết hoa văn nhà em đi làm. Đó mấy chị thấy chưa? Cái dáng váy khi mà em đi nè, nó có cái độ bay không? Và eo của em lúc nào nó cũng đẩy vô và cái hông của mình nó sẽ đẩy ra. Hai bên có phối túi luôn. Mọi người ơi nên nghe em mua cái đầm này. Em bán giá 540 là giá yêu thương nhất luôn. Kìa, cái túi bên trong em cũng làm bằng chất chính nữa, không có làm bằng lớp lót khác. Được chưa nha? Nên là mọi người yên tâm ha. Cổ nè, em làm cái mí nó sát chưa? Mọi người thấy em đứng nghiêng như thế này nè, cũng không có bị hở cái ngực ra ngoài. Đó, hai bên luôn. Nên là người nhìn đối diện góc nào, từ em bao cho mọi người từ trên xuống dưới nhìn cũng không hở đường nào hết trơn mấy chị. Tại vì cái này á do kỹ thuật may ha mấy chị ha, chứ bình thường người ta may nè mấy chị, ở ngoài nè hớ ra vậy nè. Đó, đứng trên hoặc đứng nghiêng thôi là nhìn thấy hết đi đúng không mấy chị. Còn cái này không bao giờ hai bên mí em làm là nó fit lại như thế này nè mấy chị. Muốn hở hở cũng không được luôn. Nên là mình yên tâm. Cái eo em làm cho mọi người chiếc eo trên, nên là nó chia cái tỷ lệ cho mình. Cái chân mình nó dài cực kỳ. Em cho mọi người xem luôn. Đây, phố cho em đi du lịch mẫu này, con này không thể nào thiếu trong tủ đồ. Nó thiệt luôn mấy chị, nó đẹp lắm. Em nhìn mà em còn mê nè mấy chị thấy không? Em cao 1m63, nặng 49 cân. Đẹp không mấy chị, mặc lên cái chân mình nó dài nè. Dáng váy này á 1m5, trên 1m5, 1m6 hoặc trên 1m6 mặc được hết giùm em. Từ 40 cho tới 72 cân. 6614 gạch ngang số điện thoại, 540 miễn ship nha mấy chị. Tiết kiệm thêm 20.000 khi ở Sài Gòn và 40.000 khi mà mình ở tỉnh. Dây khóa kéo nằm ở phía sau đây rồi mấy chị. Đó, mẫu này sắp tới đi du lịch cứ mặc cho em. Cứ mặc cái này cho em mấy chị ơi. Trời, phải nói là nghe em cái mẫu này là không bao giờ sai đâu ạ. Em chuẩn bị qua mẫu nha mấy chị ơi. Chuẩn bị qua mẫu, nhắc lại cú pháp luôn. Chị Đỗ Lan ơi, comment cho em đủ thông tin nha. 72kg em có size nha chị, 72kg có size. Rồi bây giờ qua mẫu luôn. Bây giờ comment cho em Ngân số 2, cũng là mẫu mới. Sắp tới chị nào mà đi kiểu như là đi ăn tiệc á thì chốt cho em mẫu tiếp theo. Comment cho em Ngân số 2 qua mẫu ha. Đầm này thì có ai chốt thì comment giùm em, mỗi size em chốt một chiếc nữa thôi, hết hàng rồi mấy chị. 6614 gạch ngang số điện thoại.
người ơi, mọi người comment số 2 giùm em ha. Em nên chuẩn bị qua mẫu thêm cho cả nhà mình luôn. Comment số 2 giùm em đi các chị ơi. Mẫu sau thì em có đủ cho các chị 5 size luôn nha. Ví dụ như chị nào mà chưa ưng cái mẫu hồi nãy thì mình có thể là tham khảo qua cái mẫu này luôn giùm em. Cả nhà mình comment số 2 giùm em với đi ạ. Để chúng ta săn ngay cái mẫu siêu phẩm này. Đây, dòng vải này là dòng vải mới của nhà váy Hemi luôn ha mọi người. Dòng vải lụa satin hàng cao cấp luôn các chị ơi. Lụa satin hàng cao cấp nha cả nhà. Rồi ok, chị Nguyễn Thủy nè, em hỗ trợ miễn phí ship cho mình luôn. Comment số 2 giùm em. Comment số 2 liên tục luôn đi mấy chị. Dòng vải này nè, đã cho mọi người. Cái này là body form đuôi cá rất là sang trọng. Body đuôi cá đang có 5 size S, M, L, 1X và 2XL, 40 cho tới 72 cân. Dòng vải này nó mềm, cực kỳ là mềm luôn mấy chị ơi. Và nó không nhăn, có lớp lót full cho các chị yêu nhà mình nha. Đây, mã sản phẩm em Ngân chuẩn bị ra mắt cho mọi người có mã là 6596 gạch ngang số thoại kế bên giùm em mấy chị nha. 6596 gạch ngang số thoại kế bên giùm em để mà mình có đơn hàng luôn. Mình mua hai sản phẩm á, mình mua hai sản phẩm ví dụ như là cái maxi hồi nãy với một cái đầm của em là mình sẽ được tặng một cái sản phẩm bất kỳ rồi đó mấy chị. Mình thích mã nào là em Ngân sẽ tặng cho mọi người mã đó luôn. Đây mọi người nhìn giùm em nè, đẹp quá. Hôm bữa cái đầm này bữa đầu tiên em bán quá trời được luôn mọi người. Mặc lên nó gọn người mà đẹp ghê hồn không, mặc lên đẳng cấp mà nhìn nó sang, nó quý phái như thế nào luôn á. Thật sự luôn, cái gam màu vàng này với lại cái họa tiết này với lại cái chất này em cũng chưa bao giờ em đi bán luôn. Thật sự luôn, hôm nay mới về và chỉ có mình nó mới có thôi mấy chị. Mã là 6596 gạch ngang số điện thoại. Hôm bữa đợt đầu em bán rất chạy luôn. Bây giờ em nhận cho các chị cũng có 10 chiếc thôi ạ. Em hết hàng luôn hả má mấy chị. Đẹp lắm cả nhà ơi. Chị nào mà hôm bữa đã nhận cái mẫu này rồi cho em Ngân xin một lời bình liền được không ạ? Trời ơi, đánh cái hông đẹp quá mọi người ơi. Sang dễ sợ ha. Giá em đầm này mấy chị ơi, một mức giá rất yêu thương cho một cái mẫu đầm đi ăn tiệc đi làm như thế này mấy chị. Không có mức giá nào 6-700 ngàn hết. Chỉ có là 550 ngàn đồng miễn ship luôn nha các chị. Nên là bây giờ đặt luôn giùm em đi. Đặt luôn giùm em để mà mình còn có hàng nha cả nhà nha. Đặt luôn giùm em đi các chị. 6596 gặp ngang số điện thoại kế bên. Đây, cái mẫu này em làm cho các chị là một cái cổ V không hở nha mấy chị. Dắn tay làm cho mọi người, dắn tay loe thế này. Có chiếc phòng, cái vải này nó mềm lắm. Em làm cho mọi người cái vân loang và ánh tím tím như thế này là chắc chắn trên thị trường chưa ai có luôn. Vải nó mềm mà nó phủ cái bụng che cho mình này. Đẹp quá mọi người ơi, mặc lên nó mát rượi à. Nó mát cực kỳ, nó mát một cách lạ lùng luôn á cả nhà ơi. Đây là chốt cho em nha, mẫu này sắp tới chuẩn bị mà coi trong gia đình mình sắp tới có đám cưới, hoặc là bạn bè mình mời mình đám cưới, hoặc là có những cái buổi dự tiệc nè, sinh nhật nè, đúng không mấy chị ha. Khai trương rồi ăn tân gia, mặc cái này cho em mọi người ơi, lên cái da trắng tươi luôn. Trắng mà trắng kinh khủng luôn mọi người. Thật sự mọi người thấy cái làn da em khi mặc cái đầm này không? Nó trắng và cái gam màu này không bao giờ là sợ bị đụng hàng. Cái bèo đuôi cá này mấy chị thấy không? Khi mà mình di chuyển nó có cái độ rung rinh này. Đẹp không? Nó có cái điểm nhấn cho từng cái bước mình di chuyển luôn. Đẹp không mấy chị? Cái eo của mình làm eo trơn như thế này nè, có xếp nhíu hai bên tạo hình phong ngực cho mấy chị và làm cái gương mặt mình rất là duyên. 6596 gạch ngang số điện thoại giùm em nha. 5 size luôn. 5 size đầy đủ, 40 cho tới 72 cân. Như vậy nè mấy chị chịu mặc không ạ? Chất co giãn nha mấy chị, mặc lên nó mát lắm. Trời ơi, nó mát cực kỳ luôn. Và không bao giờ có cái chuyện mà bị kích cái hông, kích cái đùi, em chắc luôn. Bởi vì đây là một trong những cái dáng body em cảm giác thấy thoải mái nhất. Đầu body mà mặc như không mặc luôn nha mấy chị. Ví dụ như đầm xòe, ví dụ như đầm suông thì mình có cảm giác như vậy. Còn body này mà mặc như không mặc luôn mọi người, mát rượi luôn. Hàng mới luôn nha mấy chị. Đợt đầu tiên em bán gần sắp hết. Hôm nay em nhận thêm đúng 10 chiếc nữa thôi. Mà em like khúc cuối như thế này để cho các chị em nhà mình dễ đặt hàng luôn à. Nên là mình đặt luôn cho em nha. Mã sản phẩm em đầm này là 6596 gạch ngang số điện thoại kế bên. Giá chỉ có 550.000 đồng thôi, mua ngay một em siêu phẩm luôn mấy chị. Đẹp quá, cảm ơn chị yêu nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Lên luôn đi mọi người ơi, 6596 gạch ngang số điện thoại kế bên. Đặt luôn để mà mình còn có hàng ha. Phối cho em chiếc túi trắng như thế này nè. Đó, để mọi người có thể mặc đi làm, đi chơi, đi cà phê, đi dạo phố cũng được luôn ha mấy chị ha. Ở phía sau lưng làm dây khóa kéo cho mọi người nè. Giá chỉ có 550 thôi, miễn ship luôn cho các chị luôn. Ngày hôm nay mình sẽ được sẵn ship về tận nhà hết nha các chị ha. Tiết kiệm 20 ngàn khi ở Sài Gòn và 40 ngàn khi mà mình ở tỉnh. Còn mình mua hai sản phẩm bất kỳ thì em tặng cho các chị thêm một sản phẩm
bất kỳ luôn. Còn mình mua 4 sản phẩm thì tặng 2 sản phẩm. Chương trình này chỉ có tới ngày 9 tây tháng 6 thôi. 9 tây tháng 6 thôi nha cả nhà ha. Nên là tranh thủ giùm em. Và đặc biệt khách VIP mình còn được tham gia chương trình quay số trúng vàng SCC 4 số 9 thôi ha mấy chị ha. Chỉ kéo dài cho tới ngày 9 tây tháng 6 thôi cả nhà ơi. Nên là bây giờ tranh thủ giùm em. Hoặc là mọi người có thể là phối cho em một cái chiếc túi màu đen nha. Đây các chị, mình phối cho em chiếc túi màu đen như thế này nè, để mình mặc đi làm. Đó mấy chị thấy sai không? Mặc không bao giờ bị lộ bụng, em nói thật luôn, cái chất này nó co giãn như thế này, muốn lộ cũng lộ, muốn đường mấy chị. Và không bao giờ cảm thấy bị kích ngay chỗ phần đùi hoặc là phần chân gì hết nha. Em sẽ ngồi cho mọi người xem luôn. Chị nào chưa lên đơn cái mẫu 6596 này thì chốt đơn luôn giùm em nha. Bởi vì cái số lượng này hôm bữa em bán rất chạy luôn mọi người. Em bán là cực kỳ nhiều luôn. Ờ, và bây giờ em chỉ còn có đúng 10 chiếc nữa thôi. 10 chiếc cuối cùng để mà like cho mọi người thôi. Cái đầm này khi mấy chị ngồi nè, nó có cái đuôi cá ra, nên là mình nhìn cái dáng là mình thấy mình duyên không mấy chị. Nhìn dáng đầm thấy duyên, thấy đẹp liền luôn đúng không? Rồi, nên là lên đơn cho em nha. 6596 gạch ngang số thoại. Đang có 5 size cho các chị, 5 size từ 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn hàng ha. Ok, chị Trúc Linh Nguyễn có đơn giùm em luôn. Chiều nay nếu như đùa mọi người ghé giùm em ba chi nhánh cửa hàng 454 Lũy Mắc Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú nè, 837 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp, và 263 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, Thủ Đức giùm em, để mà mình mua luôn những cái sản phẩm mới. Tại vì những cái sản phẩm hot, những sản phẩm mới là em đã có cập nhật tại ba chi nhánh cửa hàng rồi. Và cái chương trình mà mua 4 tặng 2, mua 2 tặng 1, cũng như mua một sản phẩm tặng một cái voucher và quay mà trúng vàng cho những chị khách VIP á, thì nó sẽ diễn ra tới ngày 9 tây tháng 6 thôi ha. Đó là ngày mai, hết ngày mai là hết chương trình này, hết chương trình tặng luôn. Đây là ngày hôm nay mọi người tranh thủ, mọi người ghé em đi thật là sớm nha. Rủ bạn bè, người thân mình ghé càng đông. Tại vì mình mua càng nhiều thì mình trúng càng nhiều, đúng không mấy chị ha? Mình mua càng nhiều thì mình càng hời hơn rất là nhiều. Nên là mình tranh thủ giùm em ha. Chiều nay rảnh thì mọi người ghé ba chi nhánh cửa hàng giùm em. Ok, chị Trúc Linh Nguyễn có đơn, chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh có đơn giùm em miễn phí ship luôn nha. Miễn phí ship cho mọi người luôn. Cái chất vải này nó mát lắm mấy chị, nên là chị nào mà chưa lên đó thì chốt luôn cho em đi ạ. 6596 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em. Cái vải em đang mặc là vải lụa satin, gam màu vân là vân loan như thế này nè. Đó, đây là mấy chị thấy nó sang hơn không? Vân loan màu á, nó cảm giác là có màu tím, màu nâu, màu vàng phớt phớt và rất là khác so với những cái màu vàng em Ngân đã từng like. Nói chung là nó mới hoàn toàn luôn mấy chị. Nên là mình mặc lên là nó cực kỳ sang. Đó, cái da em mọi người thấy nó trắng hơn không? Mình mặc những cái màu vàng mà tự nhiên cái da mình lên nó trắng tươi rồi mấy chị. Cái eo mình nó sẽ bé hơn, cái hông mình nó sẽ đẩy ra thì rất là đẹp luôn. Mã là 6596 gạch ngang số thoại giùm em. Đang có cho các chị 5 size từ 40 cho tới 72 cân là mình sẽ có đơn hàng ha. Eo dưới 90 giùm em là mình mặc sẽ rất là đẹp. Chị nào yêu thích thì chốt đơn giùm em ha. Hoặc là chiều nay các chị ghé ba chi nhánh cửa hàng để được mua thêm nhiều mẫu sản phẩm nữa nha. Và đừng quên là vào trang fanpage này nhấn like, nhấn follow giùm em để mà mình cập nhật thêm nhiều buổi like. Tại vì sắp tới sẽ có rất là nhiều siêu phẩm hời đẹp nè. Đó, và phải nói là xuất sắc luôn cho các chị. Nên là đừng bỏ lỡ một buổi like nào của váy em y ha. Và chiều nay mọi người nên nhớ là ghé ba chi nhánh cửa hàng thật sớm để mình hưởng ứng cái chương trình này. Bởi vì cái chương trình này chỉ diễn ra cho tới ngày hết ngày 9 tây tháng 6 thôi hai mấy chị. Và bây giờ là em Ngân cũng xin phép là kết thúc livestream tại đây. Cảm ơn mọi người đã đón xem live và theo dõi livestream của váy em y ha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại tất cả các chị yêu ạ.